thì là Trung Quốc chắc là nữ signature của anh đó là che mặt giấu mặt và không cho ai thấy mặt đó, làm như xấu lắm vậy đó, đẹp trai chứ bộ. Để trên mi ánh trăng khuya nhà sơn căn phòng thêm u gió qua sông lạnh lẽo em lặng nghe mưa đêm rớt trên vai nỗi buồn đêm canh khuya mơ mộng tình xa vắng xa mong tình trong sương ấm chút hương yêu thuở nào thư tình cầm trên tay những mê say ngày ấy nghe chạy lòng bông